thắt ngực, nhói tim gần 2 năm, đi khám mới biết mình bị bệnh cầu cơ tim, một dị dạng động mạch vành bẩm sinh và bệnh thường được phát hiện ở tuổi trên 50. Ông dỡ rất sốc khi bác sĩ cho biết sự thật, tắc hẹp mạch vành thì lồng stent được, hẹp hở van tim thì thay van được, thế nhưng cầu cơ tim thì không thay được, sống chết và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đến lúc ngừng tim thì thôi. Trước khi tôi bị cấp cứu cái bệnh tim này, bệnh cầu cơ tim này, nó thực sự là một điều tôi chưa bao giờ thấy cảm giác nó đau đau tim buốt tim như cái bệnh tim này. Nó đau buốt lồng ngực, buốt không chịu được, tức là buốt khó thở luôn ấy, buốt có thể là ngừng đập luôn, mình nghĩ có thể chết luôn được. Cái bệnh cầu cơ tim nó co thắt này, cái cầu cơ co thắt này cực kỳ là nguy hiểm và nó rất là buốt, cho nên là tôi phải cố gắng làm sao để mà thở theo cái nhịp bóp của quả tim này để mình sống tồn tại. Mình nghĩ là mình chết chứ không nghĩ là sống được, bởi vì nó quá buốt, quá đau. Khi nó cấp cứu ra Bạch Mai thì là tôi mới được các bác sĩ là cho vào phòng cấp cứu, thì là mới cảm thấy là mình mới sống được, chứ còn nếu như mà chậm khả năng là chết. Cái bệnh cầu cơ nó buốt nó kinh khủng luôn đấy. Đấy, trong thời gian tôi nằm ở ngoài bệnh viện cấp cứu ấy, thì bác sĩ cũng chưa tìm được ra cái bệnh cầu cơ tim đâu, mà bác sĩ mới đang đi xét nghiệm để tìm tất cả các cái bệnh để mà mình tìm ra là cái bệnh cầu cơ tim. Thì bác sĩ có chỉ định cho tôi là can thiệp động mạch vành, tức là lồng cái camera vào động mạch này, xong bắt đầu luồn vào trong quả tim này, luồn quả tim này để thăm dò quả tim của mình xem nó là bệnh gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các khi bác sĩ cho tôi làm trên cái máy móc để thiết bị để đo cái quả tim của tôi ấy, và tìm ra bệnh cầu cơ ấy, thì bác sĩ mới có nói với tôi ấy, là bệnh của bác không có thể là can thiệp được vào. Ví dụ như là động mạch vành thì người ta lồng ten, hoặc là hở van tim thì bác sĩ bảo có thể là thay van tim được, nhưng của bác là cầu cơ tim này không thay được, mà chỉ có uống thuốc được thôi, uống thuốc trung thành đến lúc nào dừng thì thôi, chứ không thể can thiệp vào cái quả tim được nữa. Thì trong khi đó là tôi cũng bắt đầu cũng thấy nó tâm lý là nó cũng thấy sốc, bởi vì cái bệnh cũng chữa được nữa. Tìm được bệnh, nhưng gần một tháng nằm điều trị ở bệnh viện, bệnh tình của ông bắt đầu thuyên giảm, nhưng đau tức ngực vẫn còn. Biết bệnh cầu cơ mạch vành phải sống chung cả đời, nên ông không cam chịu số phận mà quyết định tìm hiểu về căn bệnh này. Trong thời gian đó ở viện khoảng tầm 20 ngày ở ngoài Bạch Mai ấy, thì khi bác sĩ đã tìm được ra bệnh là cầu cơ tim rồi ấy, bác sĩ cho xuất viện. Thì khi tôi về đến nhà, tôi uống theo chỉ định của bác sĩ trong vòng khoảng độ gần một tháng ấy, là nó cũng giảm, nhưng nó không, vẫn đau nhưng mà nó không thể đau giảm ngay được. Thế thì trong quá trình tôi nằm ở nhà điều trị, tôi tìm trên Google ấy, trên mạng ấy, trên YouTube ấy, thì tôi thấy những các cái trang clip của những người bệnh nhân ấy, người ta chia sẻ trên cái clip của Google ấy, hoặc cái YouTube ấy. Tôi thấy có mấy bệnh nhân người ta kể người ta dùng sản phẩm Ích Tâm Khang, thực phẩm chức năng ấy, là rất là tốt cho cái bệnh cầu cơ tim này. Thế tôi cũng đi tìm mày mò để đọc các tài liệu của người ta chia sẻ. Thứ hai đó lại nhìn thấy bác sĩ giáo sư Khải là bệnh viện tim mạch ở Việt Nam mình, là bác sĩ rất là giỏi về tim mạch đấy. Bác sĩ cũng chia sẻ là uống cái này rất là tốt, cho nên tôi rất tin tưởng các bác sĩ đó và tin tưởng của giáo sư Khải đó. Tôi mua và tìm Ích Tâm Khang, thì tôi tìm được Ích Tâm Khang rồi tôi uống. Trong thời gian tôi uống Ích Tâm Khang khoảng độ tầm 15 ngày thì tôi thấy bệnh nó buốt tim là nó giảm lên rõ rệt rồi. Thế tôi cũng rất mừng. Còn trước kia là tôi không uống được cái Ích Tâm Khang này, tôi thấy là rất lo lắng, bởi vì bệnh luôn luôn đau, khó thở, đau buốt lắm. Thế là lúc đó tôi tìm được Ích Tâm Khang, thấy nó giảm rồi tôi rất mừng. Khi đó tôi không tin là Ích Tâm Khang là nó có uống được không. Tôi lại cầm cái Ích Tâm Khang này ra ngoài Bạch Mai tôi khám, và tôi hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị cho tôi ấy, là bác sĩ Nguyễn Tùng ấy. Bác sĩ bảo uống tốt thì bác chú cứ uống cái đấy trước 15 ngày, 15 đến 30 phút thì là chú uống cái thuốc của bệnh viện là được. Thế thì tôi cứ kiên trì tôi uống, thì đến hôm nay ấy, là đã vào 8 tháng rồi đấy. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình mình điều trị được cái đến bây giờ ấy, là cái mọi cái công việc cái là đã quay lại, hầu như là quay lại
quay lại cái thú chơi của tôi. Ví dụ như là trước kia đau quá là tôi bỏ hết cái thú chơi của tôi. Ví dụ là đàn ca sóc nhĩ là tôi bỏ là tôi không làm nữa. Nhưng đến bây giờ là tôi sẽ chơi là được rồi mà rất là vui. Thứ hai là cái công việc phụ với các cháu là ví dụ máy cày, máy gặt là tôi cũng có thể là tôi làm được rồi. Chứ không phải như trước kia nữa, như trước kia là tôi không làm được. Thế nên cái vấn đề đó là rất là tốt, rất phấn khởi. Chia sẻ về kinh nghiệm hồi phục sức khỏe của mình, ông Dỡ không quên nhắc tới chế độ ăn và tập luyện của mình, bởi chính ông cũng hiểu được tầm quan trọng của việc điều chỉnh ăn uống, lối sống đối với bệnh tim mạch. Khi mình đã điều trị bệnh ích tâm khang với cả uống cái thực phẩm ích tâm khang với thuốc này rồi thì trong quá trình mình phải rèn luyện nó, tức là thứ nhất là phải cái chế độ ăn uống của mình là phải tốt hơn, tức là ăn uống nó phải tốt. Thứ hai nữa là chế độ ngủ nghỉ là mình cũng phải là tốt hơn, bởi vì là cái cho sức khỏe nó phải nâng lên được. Đấy, thể dục thể thao buổi sáng là vẫn phải đi bộ, đấy, hoặc là đạp xe này. Đấy, rồi là mình rèn luyện theo cái mức cái sức khỏe của mình đến đâu thì mình phải cố gắng đến đó, mình phải cố vượt qua được nó thì cái sức khỏe của mình mới làm lên được. Chứ còn nếu mà nói bảo độc uống thuốc không mà mình không rèn luyện được như thế thì cũng khó để mà mình còn nâng được sức khỏe lên được. Đấy. Trong cái quá trình mình uống thuốc thì mình phải có cái cân được cái công việc làm của mình. Thứ nhất là mình làm ra vừa sức, mình không làm quá sức. Thứ hai là quan trọng nhất là mình phải rèn luyện, bây giờ tối phải đi bộ, sáng là phải thể dục thể thao này. Công việc của mình là phải làm thế nào nó vừa sức thôi. Khi nào mệt quá là mình phải nghỉ, chứ mình không thể cố sức được. À, cái chế độ ăn ấy là bác sĩ cũng lên khuyên cho mình như này. Thứ nhất là mình ăn nhạt hơn một trước kia mình ăn 10 phần thì bây giờ mình ăn nhạt đi, không có 7 phần. Đấy, bác sĩ lên khuyên mình ăn nhạt đi và kiêng các cái động thực động vật, tức như là cái nội tạng của các động vật là mình không được ăn. Đấy, hoặc là ăn trứng về buổi tối là các bác sĩ bảo không nên ăn, thì có đâu mình không kiêng cái gì đâu. Cho dù bệnh cầu cơ mạch vành đi theo ông đến cuối cuộc đời, nhưng giờ đây ông đã có cách kiểm soát cơn đau thắt ngực, nhói tim hiệu quả. Ông lại được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống đời thường bên gia đình. Sau mỗi ngày phụ giúp con lái máy cày, máy gặt làm đồng, ông lại có những phút thảnh thơi ngồi thổi sáo, kéo nhị. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống ích tâm khang mỗi ngày. Ích tâm khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích tâm khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích tâm khang tăng cường sức khỏe trái tim. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích tâm khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014.